Em thì trình độ thì cũng không có cao, cũng là thạc sĩ và kỹ thuật chuyên ngành môi trường. Trời. Em thích môn thể thao là môn bắn súng. Dạ. Cảm giác mạnh ha. Đi bắn súng bắn có trúng nhiều không? Em bắn đạn thật luôn chị. Em bắn đạn thật luôn chị. Chuẩn tiêu trường đó đúng dạ, không? Dạ dạ dạ. Em bắn 10 viên thì trúng luôn hạng mục tiêu. Trời ơi. Tại đợt đại học thì em cũng có quen một bạn, bố mẹ bạn đó là nghĩ trai bác là ra trường. Thực sự thì em không có ra trường gì. Cái lý do đó thì không có phải là cái gì, nhưng mà em thì cũng bạn gái tự dừng thôi. Còn mối thứ hai thì em nói chung quen cũng từ văn phòng 2 đại học luật. Mà từ 2014 em cũng mới kết thúc được gần năm, cũng tính tới hôn nhân rồi. Nhưng mà do gia đình bạn gái có một vấn đề chuyện riêng không giải quyết được. Yeah. Thì bạn phải về, tức là về Bắc để nuôi 2 đứa cháu. Cũng còn mẹ già nữa, nên là bạn về nó, tức là bạn phải hy sinh cái hạnh phúc riêng. Dạ. Lời đầu tiên thì cho em xin phép được chào chị Ngọc Lan xinh đẹp, anh Việt Minh đẹp trai, cũng như là toàn thể quý vị khán giả, cũng như là anh hàng xóm kế bên. Dạ, em xin giới thiệu là em tên là Ngô Thị Hồng Yến, năm nay em 33 tuổi, em sinh sống và làm việc và tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em làm là nhân viên văn phòng, phòng kỹ thuật chất lượng của tổng công ty. Tổng công ty này là doanh nghiệp trực thuộc của Ủy ban nhân thành phố. Em thì trình độ thì cũng không có cao, cũng là thạc sĩ và kỹ thuật chuyên ngành môi trường. Trời. Mai ngày gì tôi mừng mai toàn là thạc sĩ không vậy trời. Rồi mời em trai. Em chào anh Quỳnh Đinh. Chào chị Ngọc Nam. Dạ. Em chào em gái người bên. Em tên Hoạch. Vỡ kế hoạch. Vỡ kế hoạch. Dễ nhớ quá. Dạ. Vụ này nhiều người bị hoài đó. Hoạch đang ở đâu? Quê gốc ở ngoài Bắc, nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Lâm Đồng. Sống ở Sài Gòn. Hiện nay Hoạch đang làm gì? Em đang điều hành một công ty nhỏ xây dựng của em. À. Em cho nhà gái biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi Hoạch. Điểm mạnh của em thì nói chung là hiền, trung thực với hay giúp đỡ người khác. Nói chung là có trách nhiệm với gia đình. Nói chung là sống tình cảm. Thứ hai nữa là em biết nấu ăn, không hút thuốc. Nhậu thì cũng có nhậu, nhưng tại vì tính chất công việc em phải giao lưu. Xây dựng là nhậu hơi nhiều ha. Nhưng mà cũng không quê tha nữa, tuần một bữa hoặc là cùng năm là hai thôi. Em thì cũng có hai bằng thôi, nhưng mà đại học. Thì mình vô ưu điểm khuyết điểm nhà gái thì mình chưa hỏi luôn. Nhà gái ưu điểm khuyết điểm thế nào? Thì về ưu điểm của em thì em hòa đồng. Nói chung là về cái kỹ năng mà hướng nội hướng ngoại á, thì em có khả năng cân bằng được hết. Với lại em thì nấu ăn thì nói chung là cũng không thường nặng giỏi lắm, chứ nói chung là về món khó thì mình vẫn có thể làm được. Tại từ nhỏ thì mẹ em đã dạy em nấu ăn từ năm lớp 2 rồi. Và mình phải biết cách tự lập cho bản thân mình. Em thích là du lịch bụi, với lời em thích môn thể thao là môn bắn súng. Dạ. Trời ơi. Cảm giác mạnh ha. Đi bắn súng bắn có trúng nhiều không? Em bắn đạn thật luôn chị. Em bắn đạn thật luôn chị. Chuẩn tiêu trường đó đúng dạ, không? Dạ dạ dạ. Em bắn 10 viên thì trúng luôn hạng mục tiêu. Dạ. Trời ơi. Hay quá. Dạ. Mình thích hình ảnh các cô gái cầm cái súng lắm nha. Xuất sắc luôn. Khuyết điểm của em á thì thứ nhất là em hơi khó tính. Khó tính ở đây tức nghĩa là bản thân em làm một chuyện gì thì em phải có một cái kế hoạch, tức là mình nhìn nhận một vấn đề thì mình phải biết nó lường trước cả từ cái mục tiêu, phương pháp, nội dung và dự đoán luôn cả kết quả luôn, cho nên mình đòi hỏi rất là kỹ. Em thấy thường mấy bạn nữ á hay nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, nhưng bản thân em thì em không nói chuyện nhỏ nhẹ mà kiểu giống như là thùy mị lắm. Em thì nói chuyện là có ngữ điệu chút xíu. Dạ, em xin hết ạ. Không tốt mà nói dạ, chuyện nghe hay mà. Rồi em trai, đường tình duyên mình sao rồi? Em chào anh. Dạ chào chị. Đó, đường tình duyên sao, kể cho bà mối bà nghe đi. Chào anh. Tại đợt đại học thì em cũng có quen một bạn, bố mẹ bạn đó là nghĩ trai bác ấy, là ra trường. Thực sự thì em không có ra trường gì. Cái lý do đó thì không có phải là cái gì, nhưng mà em thì cũng bạn gái đó tự dừng thôi. Tự dừng lại. Dạ. Yêu nhau được mấy năm? Không, lúc đấy mới được mấy tháng. Mới mấy tháng thôi hả? Còn mối thứ hai thì em nói chung quen cũng từ văn phòng 2 đại học luật. Mà từ 2014 em cũng mới kết thúc được gần năm, cũng tính tới hôn nhân rồi. Nhưng mà do gia đình bạn gái có một vấn đề chuyện riêng không giải quyết được. Yeah. Thì bạn phải về, tức là về Bắc để nuôi 2 đứa cháu. Cũng còn mẹ già nữa, nên là bạn về nó, tức là bạn phải hy sinh cái hạnh phúc riêng để lo cho gia đình. Thế sao anh không cùng với cô ấy để cùng lo cho gia đình của cô ấy? Có nói bạn ấy là, tức là
vẫn mẹ bệnh hoặc là gì mình vẫn phải chăm sóc bình thường, có thể 1-2 năm bình thường. Và cứ nghĩ là giống như là mình kết hôn rồi mà giữa đường để đứt gánh, cũng tội em, với nói chung là cũng có nỗi với gia đình em. Giống như bạn giờ bạn sợ mẹ em buồn này nọ thì nói chung là... Tức là hai anh chị rất là yêu nhau nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình cho nên là phải xa nhau. Dạ dạ. Rồi. Còn Lâm nhắc lại mà ha, vẫn rất là xúc động á. Đó. Thôi coi như mình không có duyên nhau đi, mình động viên vậy cho nó đơn giản ha. Nói chung tụi em lớn rồi thì cũng xác định được là mà bây giờ không quen nữa thì cũng vẫn là bạn. Rồi có gì vẫn chia sẻ. Rồi sao đăng ký chương trình này? Đăng ký chương trình này thì nó thật là với chương trình là bạn gái em đăng ký. Bạn gái em đăng ký. Bạn gái em đăng ký luôn hả? Dạ, bạn cũng lo cho hạnh phúc của em. Sao hồi hơi thấy thương không? Thôi xóa chuyện buồn đúng đi đi. Đúng rồi, mình khép lại đi anh. Khép lại đi. Dạ. Dạ. Một lịch sử tình yêu nó đẹp nhưng mà nó không tới đâu tới trơn á. Bây giờ mình nói chuyện mới đi. Bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào nè? Em cũng ít chi tiêu lắm. Dạ. Nhưng mà cũng năm nay ý như vậy. Thứ nhất là cái anh đó thì phải, thứ nhất là phải chân thành. Chân thành, anh bây giờ chân thành rồi đó. Phải biết lắng nghe, biết chia sẻ. Anh có chia sẻ, có nghe. Cũng không có nhậu, không hút thuốc. Nhậu vừa thôi. Nhưng mà đừng nhậu nhiều quá. Đây nhậu tăng 1, tăng 2 thôi. Dạ, cái chắc đợt 1, đợt 2. Vì công việc mà làm xây dựng là hay nhậu lắm. Gọi là quan hệ khách hàng. Dạ, dạ, dạ. Em không thích là một người đàn ông mà thích khoe khoang. Hôm nay là gọi là nổ. Ngoại hình thì cũng ưa nhìn một chút xíu. Dạ, yên, dạ. Yên tâm, ưa nhìn, nhìn là thấy. Dạ, với lại cái trình độ thì cũng phải từ đại học trở lên. Đi đại học. Dạ, dạ. Đại học lên, học văn bằng 2 luôn đó. Dạ, em cũng đang học văn bằng 2. Ừ. Lan thấy những tiêu chí mà bạn đưa ra là bên đó là đáp ứng được hết. Đáp ứng hết á. Dạ. Chỉ đường tình duyên nó lâm ly bi đát quá thôi. Em cũng thấy anh cũng chia sẻ, nó cũng lâm ly bi đát thì em. Dạ. Nhưng mà em có một cái quan ngại ở chỗ là hai anh chị mình chia tay bởi vì hoàn cảnh. Chứ không phải là, chứ là quan trọng là cái tình cảm mình còn hay không. Ừ. Dạ. Mà đi thì là ai là cái bạn gái để đăng ký cho anh đi cùng tham gia. Dạ. Em cũng chỉ quan ngại vấn đề đó thôi. Đâu có gì đâu quan ngại đâu. Dạ, tình cảm còn không? Người ta bây giờ là tri kỷ. Đúng rồi. Hơn cả cái tình yêu nữa. Người ta đăng ký tham gia tức là tri kỷ rồi đó. Dạ, vậy là tình cảm phải quý đúng không ạ? Quý đó là tình cảm trân quý. Và bản thân em sau này nếu mà em ngày hôm nay hai người có bấm nút với nhau thì em cũng phải trân trọng cái tình cảm đó. Dạ, dạ, dạ. Rồi, em trai muốn một cái mẫu hình lý tưởng thế nào? Em thì chỉ cần bạn gái lấy phép thì tôn trọng người lớn. Dễ tôn quá. Trọng gia đình hai bên. Thứ hai là chung là cũng sống thực tế một chút, không ảo quá. Sống ảo quá không được đúng không? Dạ. Bây giờ mình hỏi người thân xong cho gặp mặt đi. Cô gái đi với ai? Dạ, em đi với anh và chị đồng nghiệp của em. Hai anh chị rất là yêu quý. Dạ. Chào nhà gái. Chào nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Dạ, em xin chào bên đàn trai. Tính của Yến thì rất là thẳng. Yến khi mà làm việc thì rất là có trách nhiệm. Ngoài ra thì Yến cũng rất là thích đi phượt. Dạ, thì bên đây thì chị thấy bạn trai này thì cũng chín chắn, thấy cũng được. Chị nghĩ là em nên tạo cơ hội để cho hai em nên bấm chuông để có cơ hội để làm quen với nhau. À. Cảm ơn nhà gái. Không hợp thì tháo cắt cái chuông luôn ha. Đi với ai vậy? Em đi với bạn thân từ phổ thông học đại học luôn. Bạn thân của Hoạch đó hả? Dạ, với đồng nghiệp. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan. Xin chào anh gái cùng toàn thể các anh chị có mặt trên trường quay hôm nay. Xin tự giới thiệu, em là Phương, em là bạn thân của Hoạch. Thì Hoạch đó, thì phải nói là một người rất là thành thật. Tức là bạn đã trải qua rất là nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà bạn cũng đã vượt qua được hết. Riêng bạn gái đây thì bạn có một cái động lực rất là lớn, tức là cái nội lực bên trong á. Với thứ hai nữa là mà rất là hòa đồng, thì em cũng rất là hy vọng sau khi mà hai bạn mà gặp mặt trực tiếp á, thì cho dù có một cái rung động rất là nhỏ thì cũng mong hai bạn bấm chuông để mình có một cái cơ hội mình tiến xa hơn trong cái thời gian sắp tới. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Cảm ơn hai bên. Thôi bây giờ mình trả lại không gian cho hai bạn đi. Bây giờ bắt đầu giây phút quan trọng nè, hồi hộp chờ đợi nè. Mở rào. Mở rào. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ thì em cũng gửi tặng anh. Em thì người thiết thực lắm cho nên em tặng anh cái ví.
Và trong cái ví đó thì em có bỏ tiền. Và tiền cái đó nó cũng có ý nghĩa. Nói chung là nôm na là cái ý nghĩa là trăm năm hạnh phúc. Dạ, cái này là được tư vấn từ anh đồng nghiệp của tàu ở trong đơn vị của em, chứ không ví dụ này. Đúng rồi, tặng bóp ta phải bỏ tiền vô đó. Dạ, thì, dạ. Học trà thì nói chung là mong em luôn tươi trẻ, vui vẻ với tràn đầy sinh lực để có một cuộc sống hạnh phúc. Dạ, em rất thích uống trà, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Trà này trà okay. Rất tốt. Dạ. Rồi, hai bạn cứ ngồi đối diện với nhau, trao đổi thoải mái để hiểu nhau và đưa đến quyết định nha. Mời hai bạn. Em gặp anh, thấy anh cảm nhận về anh thế nào? Em thấy anh cũng được. Dạ. Nhưng mà em cảm nhận hơi hướng là anh là người sống về nội tâm hơi nhiều, có đúng cảm rồi, xúc đúng rồi. Dạ, cái tính của anh năm nay thì nó cũng hơi giống em. Em thì bề ngoài thì vui, nhưng mà trong đó thì em thì sống nội tâm. Tại em rất để ý những chuyện nhỏ nhặt. Dạ, thì em cũng trải qua hai mối tình rồi. Dạ, cho nên quan trọng là khi mình thương người nào thì mình sẽ để ý người đó, là từng cái nhỏ nhặt để mình thể hiện sự quan tâm. Mình nói mà không khéo lắm, nhưng mà anh hay thể hiện qua cái hành động, cái công việc cụ thể. Chứ là mình nói nhiều nhưng mà không làm được thì cũng nó cũng đâu có hay, đúng không? Dạ, tại dân kỹ thuật như nhau mình biết mà. Mình chỉ nói thôi, nói ít thôi, mình làm nhiều, đúng không ạ? À? Dạ. Thời gian rảnh thường anh làm gì anh? Anh làm việc, anh hay ra quán cà phê anh làm việc. Dạ. Anh cũng thích đi phượt, đi tay côn, xe côn ấy, nên là anh... À, dạ, dạ. Tại vì tính chất công việc của mình đi xa, anh phải đi xe đó cho an toàn thôi. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên, mọi người suy nghĩ thế nào nói cho nhau nghe đi. Em thì nói chung là khi mình có tuổi rồi, mình cũng không có dám quan điểm hôn nhân, mình cũng hãy hạ giá anh xuống chút cho anh. Tức cái là người đó phải biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và đồng quan điểm. Thì quan điểm của em thì cũng giống suy nghĩ của anh. Dạ. Bây giờ nếu như mình lỡ mình lấy nhau luôn. Mình lỡ. Thì mình ở đâu, mình làm cái gì, một kế hoạch nào đó. Em trai đi. Thế công việc của anh thì cũng ở Sài Gòn, Bình Dương thôi. Cũng đầu tư một ít bất động sản, nhưng mà tức là không có ở Sài Gòn, mà anh muốn ra vùng ven, ví dụ như Di An, Thủ Đức, hoặc là chỗ nào đó nó rộng rãi một chút. Thôi về quận 7 ở luôn đi. Em đi làm nó tiện. Quận 7 được không? Ở rể được không? Quận 7 đang ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ ạ. Với ai nữa? Dạ em gái. À, dạ. Vậy là khỏe rồi. Ở có làm rể được không? Đúng rồi đó. Cho đất ở riêng đi, ở đường ở rể thì cũng tội nghiệp anh lắm. Dễ thương quá. Rồi, cảm ơn cái đây. Mẹ ở Lâm Đồng hả? Dạ vâng mẹ. Vợ ở chỗ nào là chỗ nào? Dạ Bảo Lộc. Bảo Lộc, ngay thành phố Bảo Lộc không? Vâng. Trời ơi, anh cũng đang đầu tư bất động sản nữa mà bán được đất gom vậy, ba mua quận 7 cũng được. 7 giờ giá nó cũng không mua nổi đâu. Cũng khá lắm. Không, giá quận 7 giờ không bằng Bảo Lộc đâu. Thì không, chưa chắc à. Nắm hai tay nhìn đối diện lẫn nhau. Đó. Nắm hai tay nè. Đó. Đến với chương trình này thì nói chung là anh thì cũng không khéo ăn nói. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên rồi. Thì em hãy cho anh suy xét anh một cái nợ để anh được chăm sóc, che chở và bảo vệ. Dạ. Em gái thấy sao? Dạ mới lạ lạ, nó chưa quen. Dạ nhưng mà cũng thấy dễ mến, cho là anh cũng thành thật. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Rồi, thôi về vị trí đi các bạn. Hai bạn đủ để đưa ra quyết định chính xác. Cái nút bấm đó coi đơn giản vậy thôi, không phải như vậy đâu. Nút bấm đó nhiều người đã lấy nhau, cũng cái nút bấm đó mà nhiều người đang hạnh phúc. Bấm hay không quyền của các bạn nha. Hai bạn quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đang hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc.
Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BV, mặt kính cao cấp Hegon của Đức, có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EMC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hàng giờ nóng tiện lợi, an toàn khi sử dụng. Điều khiển cảm ứng, thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo. Tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn Nguyễn Linh. Trầm tính một xíu. Trầm tính quá, quá trầm luôn. Dạ, đừng có bụng bự. Hả? Có không? Không, sao bụng bự sao em không thích? Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. À, có mẫu người lý tưởng nào không? Công Vinh anh. Công Vinh hả? Bên đây cũng công mà chưa Vinh. Để em coi chúng ta là không. Em cảm giác bây giờ thấy là cô đưa ra cái hình mẫu lý tưởng như mình được bao nhiêu phần trăm? Em thì không uống rượu, uống thuốc. Mình thì nói. Rồi, giới thiệu về mình đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thanh, em sinh năm 94, em sinh ra ở Đắk Lắk và hiện tại công việc của em là chăm sóc khách hàng tại tổng đài của VTV Cap ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn máy bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu, tên của em là Phạm Văn Thăng. Năm nay 35 tuổi, sinh sống và làm việc tại Đắk Nông. Nghề nghiệp của em là chuyên viên văn phòng. Bây giờ mình đang ở Đắk Nông luôn hả em? Dạ, em ở Đắk Nông chị. Cô bạn gái bên kia ở đâu vậy? Dạ, ở quê ở Đắk Lắk. Quê em ở Đắk Lắk nhưng mà hiện tại em đang làm ở việc Đắk Lắk ở... thì coi như trên đường về Đắk Nông rồi. Dạ đúng rồi, em phải đi qua Đắk Nông thì em mới tới được đúng Đắk Lắk. Đúng rồi, anh. Muốn về nhà mình phải đi qua nhà chàng trai ấy. Hôm nay duyên gặp nhau rồi, Đắk Nông và Đắk Lắk ha. Dạ, nói chung là cùng quê. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Thích ca hát, sống tình cảm và có trách nhiệm, hơi nóng tính. Em nấu ăn thì chỉ biết nấu món thịt thôi chứ còn cá thì em không biết nấu. Nấu chắc cho một mình em ăn được thôi. Bạn trai. Ưu điểm của em là người tập thà, chung tình, còn khuyết điểm rất là nhiều á. Em nói to xong rồi. Nói to nhưng mà bản thân thì nói xong rồi thôi, không bao giờ để bùng một vấn đề gì cả. Em biết nấu ăn. Nói chung là việc chị em cũng biết làm. Bây giờ dạ. Ta làm hết luôn rồi đó, khỏi lo gì hết trơn á. Rồi, giờ chỉ làm vợ thôi. Anh cho em hỏi là nếu mà mình quen nhau thì anh có chịu xuống Sài Gòn thăm em không? Ở đây thì mình cũng chia sẻ thật, mình ngại yêu xa. Thường giờ bảo là yêu xa không vấn đề gì, nhưng mà mình phải nhìn nhận xa hơn một tí. Công việc cái này thế kia là có chuyện gì buồn nó cần gấp mà bảo là xuống ngay liền thì không xuống được, thì dẫn đến là nhiều cái cuộc tranh cãi. Là anh không quan tâm em nhiều, đó là mình chia sẻ thẳng. Còn nếu mà đã tìm hiểu á, cảm thấy á, mà hợp với nhau á, thì quãng đường thì cũng không vấn đề cả. Mình có thể tin nhau, thì trong một tháng mình có thể gặp nhau một lần, hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau như thế. Thực chất là con gái người ta sẽ cần sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Nên là nếu mà anh nói như vậy thì em thấy anh cũng đồng quan điểm với em á. Tôi nghĩ thế này là các bạn, bây giờ phân tích cái đó khó lắm. À, những người ta ở Hà Nội, tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh mà giống như tôi vậy đó, tôi yêu và tôi ở Bình Định còn xa các bạn nữa. Không có đi xe còn xa nhiều nữa, vậy mà vẫn yêu nhau, vẫn đến với nhau được. Không quan trọng, quan trọng tình yêu của bạn đủ lớn hay không thôi. Hôm nay các bạn có duyên với nợ với nhau không nha. Rồi, bây giờ tiếp tục tình trường đi. Em trải qua hai mối tình kéo dài khoảng 12 năm. Em vào Đắk Nông lập nghiệp thì em có bảo bạn gái vào cùng thì bạn gái không chịu. Cô ấy nói là không vào thì em chấp nhận là chia tay. Còn mối tình thứ hai kéo dài được 3 năm, chia tay cách đây cũng được hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. Thì năm đó thì em có bắt xe cho bạn gái về quê ăn Tết, em ở lại.
thì em có nói một câu đùa thôi. Tết năm nay á, mà em về á, ở ngoài quê á, có anh nào mà tốt hơn em anh á thì em lấy người ta luôn. Thế là Tết năm đó là người ta lấy chồng luôn. Trời ơi. Nhưng mà lời nói của bạn hên ghê. 12 năm yêu nhau, một cái thời gian rất là dài cho hai gái tình thì sao? Nha. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em thì trải qua hai mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên là do anh đó ở Long An, em thì ở Đắk Lắk. Em thì suy nghĩ là em chỉ muốn về Đắk Lắk thôi, chứ em không có muốn là lấy chồng xa. Tại vì thực chất là nhà em chỉ có em với mẹ em thôi. Vậy giờ anh này là hợp rồi, bây mốt về Đắk Lắk nè, Đắk Nông, Đắk Lắk gần nhau nè, đúng không? Dạ. Để tôi qua tôi coi mặt bên đàn gái cho nó coi, coi. Bây giờ buồn quá, chào em gái. Dạ em chào anh. Hả? Đắk Nông với lại Đắk Lắk sát bên nhau, mẹ em muốn về quê sống với mẹ đúng không? Dạ. Như vậy là rất hợp lý, chị Cát Tường nói đúng rồi đó. Dạ. Em thấy sao? Dạ em thấy được. Được rồi, tấn tới luôn nha. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Dạ bạn nam thì trầm tính một xíu. Trầm ơi, quá trầm luôn á. Ừ. Dạ đừng có bụng bự. Hả? Có không? Không. Sao bụng bự sao em không thích? Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. À, có mẫu người lý tưởng nào không? Công Vinh á. Công Vinh hả? Bên đây cũng công mà chưa Vinh. Để anh coi chúng ta là thôi. Em cảm giác nãy giờ thấy là cô đưa ra cái hình mẫu lý tưởng như mình được bao nhiêu phần trăm? Em thì không uống rượu, uống thuốc. Mình thì muốn tìm người như thế nào? Em muốn bạn nữ là lanh lẹ, nói nhiều, rồi biết nhậu. Gặp bạn nữ mà nói nhiều mà nhiều lắm mà còn biết nhậu nữa là lè nhè dữ luôn nha. Vì em không biết nhậu nên là nhiều khi giả sử như bạn bè anh em đến nhà thì nếu mà chồng không uống được thì vợ tiếp có say nữa thì chồng lo hết, không biết gì cả. Nên là bây giờ khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Em nói thật anh chị với quý vị khán giả, em là chuẩn bị hết cả rồi, còn thiếu cho cô dâu thôi. Là mình sẽ làm dâu đúng không em? Dạ em không làm dâu, em ở riêng, học xong 12 là em tự lập tới giờ. Em ở nhà riêng luôn hả em? Dạ, quan điểm của em á là học xong xin việc xong thì trả lại muốn là vô được biên chế xong thì lại mua được miếng đất. Mua được miếng đất thì cứ lại muốn xây nhà được cái vợ, để cho vợ sau này có phải vất vả. Thế là cứ thế tới giờ. Giờ vẫn ở không? Dạ. Tốt quá. Không biết bạn gái này có phải bạn gái của em đã hẹn lên chương trình bữa 30 tháng 12 không nữa. Nhưng dạ, mà đúng rồi trước thì đó đúng là nếu mà vậy thì cùng là mình cùng là có duyên với nhau. Hồi trước thì em đáng lên hình hôm tháng 11 á thì bảo là bạn gái chưa chuẩn bị được giấy tờ. Đến khi chương trình báo lần 2 chúng mới thuê trong cái khách sạn nghỉ cái. Chương trình báo anh ơi anh thông cảm cho bạn gái bị sốt siêu vi đưa đi bệnh viện rồi. Thế là em lại quay về trong đây lần thứ 3. Hay quá. Lần này thứ 3. Bất quá tam ba bận lần này. Rước cô dâu về luôn nha. Khó ghê chưa? Chúc mừng em. Đó là cái duyên là em mà luôn đó hả? Dạ đúng rồi, hôm nay em cũng bị cảm nhưng mà em nghĩ là mình lần thứ 3 nếu không được là chắc em là không có duyên nên thôi em cố gắng hết mình. Vậy là duyên quá rồi, mình phải cố gắng nắm bắt cái cơ hội này nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn thân và đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và quý vị khán giả. À, rồi, chào em. Em cho ý kiến về em trai này đi. Bạn em thì hơi sôi nổi một xíu. Anh bên này thì em thấy là có vẻ là khá là trầm tính. Em không biết là yêu xa thì hai người sẽ như thế nào, nhưng mà em nghĩ là quyết định là vẫn nằm ở Thanh nhiều hơn. Rồi cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với em đồng nghiệp. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của anh Thăng. Nhận xét về anh Thăng thì tính thì cũng trầm tính, về tình yêu thì cũng hơi rụt rè. Lên chương trình này thì cũng gặp được bạn nữ đây thì mong hai bên tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ kéo màn lên, cố gắng chút xíu nha. Trong tình yêu chúng ta phải cố gắng chút xíu. Nào, kéo màn lên. Mời hai bạn. Dạ anh John. Con đi quà. Dạ cảm ơn. Rồi chúng ta trò chuyện với nhau đi. Cho anh hỏi là em làm việc ở dưới này á thì em có thường xuyên về đến nhà không? Dạ có, em hay về nhà lắm. Thỉnh thoảng có thời gian thì một tháng em sắp xếp tầm khoảng 1-2 lần em về thăm mẹ em. Nhà em chỉ có mình em với mẹ em thôi. Em cũng ngại vấn đề mà quen xa thì không chăm sóc được cho ba mẹ em á. Ừ, Đắk Nông, Đắk Lắk nó còn gần gấp mấy lần thành phố Hồ Chí Minh nữa. Dạ. Anh có thể xin em một công việc nào đó gần đó thì gần mẹ hơn nữa. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, mình đừng bàn đến cái chuyện xa gần nữa. Dạ. Bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện cái quan điểm về tình yêu như thế nào. Em có hay ghen không? Dạ có ghen nhưng mà ghen đúng thôi anh.
con gái thì ai cũng hay ghen, nhưng mà thực chất nếu mà người đó làm cho em tin tưởng thì không có vấn đề gì hết. Đối với bản thân anh thì cũng ghen, nhưng mà khi mà anh thấy hoặc là chi thì anh mới ghen thôi, còn ai nói gì anh mặc kệ. Thì nếu mà yêu á thì anh rất là chủ đừng, rất là tốt, anh có thể làm cái short rác cho em để mỗi khi em tức giận vì điều gì đó trong công việc hoặc gì có thể tút vào anh, có thể chửi bới hay là gì anh cần làm tin sau anh ngoài đi đổ, đúng không? Đó. Anh thì không phải là làm dâu, anh thì một mình anh sống từ khi anh đi học tới giờ rồi. Thì sau này mà có yêu á thì em xác định về trên nhà ở, anh có thể theo em về ở trên nhà. Hay cái quá. Đó là anh không lo ngại về, bởi vì mình là anh là con trai, có thể ở buôn mê xuống đi làm ở đó thứ bảy chủ nhật anh về. Ý là trong quá trình đi lại thì anh có thể sắp xếp được. Anh nghĩ đó là lời nói chân thành nhất đó em. Quá hay, không còn gì xuất sắc hơn. Nào, bấm bấm đi bạn. Kiểm tra một lần nữa nha, xem nhịp tim của mình có đập hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời bạn. Quyết định đợi những giây phút cuối, phút 90 bù giờ. À được chứ, mở ra được không? Tướng lên thử cô nào. Cô này thích áo trắng, trời ơi xinh quá. Chưa, rất là đẹp. Em rất là cảm ơn anh.